Thì ngày hôm nay em quay phim, nhưng mà em sẽ có một cái thông điệp gửi đến bà con cô bác cũng như quý anh chị em gần xa. Là anh chị nào ở trong các tỉnh thành, ở các tỉnh như ở miền Tây hay là các tỉnh như ở từ Củ Chi, Bình Dương trở về ha. Anh chị nào có bò Angus, bò siêu cọp mà đang mang thai, tình trạng là bò chiều cao tầm từ 1 mét 3 hơn 1 mét 3 và đang mang thai thì có thể, hoặc là tơ thì có thể liên hệ với em để mà em gửi cho khách hàng bán giùm cho. Tại vì có một cái đơn hàng khoảng tầm 60 cho tới 100 con bò Angus khách hàng bên em đặt rồi, nhưng mà em chưa có bò. Thì rất là mong anh chị nào mà chúng ta có bò khung tầm từ 1 mét 3 trở lên, bò Angus nha, Angus siêu đỏ, Angus siêu cọp, Angus siêu mỏ đen đó, thì anh chị có thể liên hệ với em ha, để em có thể hỗ trợ bán giùm cho anh chị được với mức giá cạnh tranh nha anh chị nha. Đó thì em đang cần, rất là cần những cái con bò Angus cơ giới, một cái dạng khung xương lớn, cấp mình lớn và đang mang thai càng tốt, tơ cũng được nha anh chị nha. Có anh chị cứ liên hệ giùm em số điện thoại 0383 777 696. Và ngày hôm nay em xin giới thiệu đến bà con cô bác như quý anh chị em gần xa hình ảnh của ba con bò. Ở đây thì có một con bò Angus nè, con này cũng tơ đang mang thai, nhưng mà con này cái khung nó không có vô cái khung mà khách hàng ta dặn, người ta đặt, nên em review cho anh chị xem để anh chị tham khảo và anh chị lựa chọn cho mình ha anh chị ha, coi có phù hợp túi tiền với mình hay không. Như ở đây cũng có thêm con bò Angus nè đó, con này tầm từ 8 tháng bò anh chị nha, 8 tháng bò. Nói về chân móng đi đứng, ngoại hình con bò này thì nói chung là nó rất là đầy đặn, đi đứng thì hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Và ngày hôm nay em xin báo giá cho anh chị ba con bò. Đây, như con bò Angus nè, anh chị thấy không? Cấp mình, ngoại hình, chân móng. Như con này đang báo giá cho anh chị giá 15 triệu 500. Nha, 15 triệu 500 nha anh chị nha. Đó, chiều cao tại phía sau khu khoảng tầm 1m2 bò. Còn con này rất là lực, rất là pin về ngoại hình luôn. Thì nói chung là anh chị có thể thấy, anh chị xem nè, rúng nè, cấp mình. Như con này đang báo giá cho anh chị với cái giá là 17 triệu 500. Chiều cao tại phía sau khu cũng khoảng 1m2 bò nha anh chị nha. Bò rất là lực, rất là pin về ngoại hình, anh chị thấy nè, tướng tá khỏi chê rồi. Lưng da, lưng lưng vai nè, lông da nè, đấy, chân móng nè, xương sống rất là to. Ở đây kế bên con Angus siêu đỏ, con này thì màu đỏ đỏ mật nha anh chị nha. Đó, con này thì giá tiền nó cũng tầm trung, khoảng tầm 23 triệu 500 ngàn. Đó, chốt giá bao chữa 7 tháng, tơ bò xuống dạ vú nặng nha anh chị nha. Đó, xuống vú nhiều, 23 triệu 500 bao chữa 7 tháng anh chị. Chân móng nè, nói về cái dòng Angus này thì nó mát sữa, đặc biệt mát sữa rồi, nên có một khách hàng người ta đặt số lượng bò Angus rất là nhiều, bên em hiện tại không có đủ bò để mà cung cấp, nên hy vọng là bà con cô bác như quý anh chị em gần xa chúng ta có bò Angus siêu cọp hay là siêu đỏ gì với khung xương lớn, cấp mình rộng. Đó, anh chị có thể liên hệ giùm em. Bò tơ cũng được và tơ mang thai cũng được, mà bò đẻ một hai lứa cũng được anh chị nha. Xương lớn cấp mình rộng. Đó, anh chị liên hệ giùm em. Và anh chị có nhu cầu muốn mua những con bò này thì anh chị cũng liên hệ giùm em ha. Thì đây là ba con bò. Đây anh chị. Và hiện tại thì em đang có một chuyến xe chở bò về các tỉnh như là Lâm Đồng, Bảo Lộc, rồi Vũng Tàu, Đồng Nai. Còn đi miền Tây thì em sẽ đi Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long anh chị nha.
và Trà Vinh đó. Anh chị nào mà chúng ta có nhu cầu mua những bò này thì anh chị có thể liên hệ để mà mình đi chung chuyến xe, nhà em bớt cái phần kinh phí vận chuyển anh chị nha. Và quên nữa, em có chuyến đi Cà Mau nữa nha anh chị nha, em đang chuẩn bị giao bò ở Cà Mau á nha anh chị. Anh chị nào ở Cà Mau vẫn giao được bò anh chị nha. Đó, mình đi chung chuyến xe luôn để nhẹ với cái phần kinh phí vận chuyển cho anh chị ha. Ở đây giá bò này là em đang báo giá cho anh chị là giá bò không bao gồm phí vận chuyển anh chị, không bao xe, không bao ship nha. Đây em đang báo giá trực tiếp ở đây. Đó. Và xin nhắc lại là con này là con bò tơ mang thai 7 tháng bao chữa anh chị nha. Chiều cao tại phía sau khu là 1m25. Xuống dạ vú nè. Bò này chữa 7 tháng bao chữa nha. Chân móng nè, rúng yếm đầy đủ. 23.500.000. Con này 17.500.000. Đây. Xương sóc lớn, ngoại hình cấp mình khỏi chê. Còn con này là 15.500.000. Rồi, em xin cảm ơn anh chị và hẹn gặp lại bà con cô bác cũng như quý anh chị em ở video kế tiếp.